Lindsay Hoa vừa qua cộng đồng mạng chứng kiến 1001 khoảnh khắc tấu hài của Hoàng Minzy trong đám cưới của Buka và Di Tứ Kiệt. Có thể thấy nữ ca sĩ là một trong những cây hài với nhiều trò lầy lội nhất trong hôn lễ của Buka và Di Tứ Kiệt. Chứng kiến khoảnh khắc anh chị hạnh phúc, Hoàng Minzy không khỏi xúc động. Nữ ca sĩ muốn dành những điều vui vẻ nhất trong ngày vui của hai người thân thiết. Cô bày tỏ hòa hết mình với mọi người để mọi người cũng hết mình lại với Hòa nhỉ. Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại bình luận hy vọng Hòa Minzy sớm tìm được hạnh phúc như Buka và Di Tứ Kiệt. Ôi vậy là sắp có tin vui à chị, mong đợi ngày chị Hòa làm cô dâu thật xinh lung linh như công chúa. Mến yêu Hòa với em Bo rất nhiều, chúc Hòa thật nhiều sức khỏe, nhiều mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi thị phi. Không gì bằng sức mạnh bảo vệ con cái cả, hạnh phúc nhất định sẽ đến với Hòa sớm thôi. Yêu hai mẹ con rất nhiều, chúc mừng cô gái. Tin rằng em sẽ được bù đắp lại đầy đủ những tổn thương ở quá khứ. Nhiều khán giả đặt nghi vấn, phải chăng giọng ca gốc Bắc Ninh chuẩn bị lên xe Hoa? Ngay sau đó, Hòa Minzy liền lên tiếng, sao mọi người nói chuyện bình luận như em sắp đám cưới vậy? Có người yêu hay không thì em cũng sẽ không chủ động nữa đâu nhé. Để người ta chủ động hỏi, chủ động xin cưới mình thôi. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hòa Minzy rất hiếm chia sẻ về chuyện riêng tư. Thời gian này, nữ ca sĩ dành phần lớn tập trung cho công việc và chăm sóc quý tử. Khán giả mong rằng cô sớm tìm được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.